không biết là tôi đã tốn bao nhiêu tiền cho cái brand này rồi á. Và hãng này không ai khác chính là Floral Punk. Nếu mọi người chịu bỏ thời gian tìm hiểu kỹ về nguồn gốc xuất xứ của thương hiệu này á, thì mọi người sẽ hiểu là người ta đặt hết tâm huyết vào từng bộ sưu tập, chứ không phải là lấy hàng ở bên kia về rồi dập logo như là mọi người nghĩ đâu. Đây là cái đôi giày mà tôi chưa mang luôn. Giày của Floral Punk á là tôi cũng mang kha khá đôi rồi. Có đôi á thì đau chân, nhưng mà có đôi mang rất là êm nha. Những cái hạt đá đều được bọc như vậy hết là để nó không có bị xúc trong quá trình vận chuyển. Cái wire ở phía sau á đính đá full đá như vậy. Tất nhiên là những cái đế thấp mang nó sẽ không có tôn dáng như là cao gót, tuy nhiên bù lại thì mang sẽ rất là thoải mái, không có bị đau chân như là những cái mũi giày cứng. Mình mang hàng ngày hoặc đi đường dài á nhìn vẫn rất là sang nha. Hai đôi còn lại thì tôi đã mang vào dịp Tết rồi, nhưng mà bỏ lại vô hộp cho mọi người xem. Đôi này thì là kiểu cháy hàng đúng không mọi người. Mang lên nhìn cái chân mình nó thon mà nó đẹp lắm. Nói chung là rất là tôn dáng. Nếu mọi người mới mang á thì cái wire phía sau này có thể cạ vào chân làm mình hơi đau một chút á. Phần mũi dài lúc đầu sẽ hơi cứng, mình mang thời gian nó sẽ mềm rồi êm hơn. Trời ơi, lắp đánh lung linh. Tôi hơi bị thích những cái gì mà đính đá mọi người. Hai cái wire đều được đính đá. Và cái này là góc vuông chứ không phải góc nhọn nha, nên mình đi á cũng chắc chân nữa. Nhìn hai cái wire nó mong manh vậy á chứ mà không có dễ đứt đâu. Nói chung là ba đôi này là không thể thiếu trong tủ giày nha. Nếu mà brand có vô tình thấy clip này thì hãy tài trợ cho em nha, chứ tốn nhiều quá rồi.